Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Khánh Nguyễn, ông Càng Bự. Và hôm nay Khánh Nguyễn sẽ tiếp tục review một đối thủ nặng ký của Yanagisawa, đó chính là Sanmer. Nhưng chúng ta không review đấu đá hai cái kèn với nhau, mà chúng ta chỉ đấu đá một phụ kiện rất là quan trọng, đó chính là cổ kèn. Và nhân vật chính Khánh muốn giới thiệu đến ngày hôm nay đó chính là cổ kèn của cây Sanmer Super Action 80 Series 2. Và đây là chiếc cổ của nó. Trước khi vào vấn đề mà thổi để mà chúng ta cùng nghe tiếng test xem cái cổ nào hay, thì Khánh Nguyễn muốn phân tích cho các bạn đôi chút là lý do vì sao đối với Khánh cổ kèn là một thứ rất quan trọng. Bởi vì khi mà âm thanh đi qua cái cổ kèn á, để mà vào cây kèn, cái tiếng của nó có sự thay đổi rất là lớn. Từ cái lòng trong, từ cái chất liệu, và tùy vào cái độ dày mỏng của cái cổ mà quyết định được cái sao tiếng nó đi ra dày hay mỏng, bay hay sáng. Rất là nhiều thứ quyết định điều đó. Ok, để mà công tâm thì trước tiên cũng giải thích luôn, Khánh Nguyễn hiện tại đang sử dụng cái miếng Lafre này. Thì cái miếng Lafre này thì Khánh Nguyễn cũng sở hữu và mua ở bên nhạc cụ Lyric. Thì Khánh Nguyễn sẽ làm review một bộ đủ cho các bạn xem sau. Bởi vì Khánh Nguyễn sẽ mượn hết một bộ, từ bằng Tutorial cho đến bằng Gold hoặc là Solid Silver hay là Pink Gold Plate luôn, đầy đủ hết. Khánh Nguyễn xin phép tháo cái này ra để đây, để mang lại cái tính được gọi là trung thực nhất. Ok, đầu tiên thì Khánh Nguyễn xin giới thiệu một chút xíu. Tại vì Khánh Nguyễn nhớ không lầm là Khánh Nguyễn đã có một clip review về cái cổ này rồi. Thì trên tay Khánh đang là cái cổ Yanagisawa Silver Solid. Các bạn sẽ thấy được cái chữ Silver Solid rất là nhỏ ở ngay trên cái cổ. Khánh Nguyễn sẽ bỏ hình cận vào sau. Và cái cổ này á, thì cái giá trị cũng tương đối là cao. Nếu mà mua mới thì nó rơi vào tầm khoảng chừng $850 cho đến $999, tùy vào cái độ hoàn thiện của nó. Độ hoàn thiện ở đây Khánh Nguyễn không nói là sản phẩm trên tay Khánh không hoàn thiện, giá nó rẻ, mà Khánh nói là cái độ tinh xảo, là có khắc bông hay là có khắc ký hiệu hay không. Khánh mua trên tay Khánh hình như là cái bản này cũng là bản Silver Solid, nhưng mà chắc là bản phổ thông, cho nên nó cũng giá nó cũng tương đối là rẻ, không có đến nỗi quá mắc. Và còn cái cổ Sanmer Super Action 80 Series 2 này thì giá dao động từ khoảng chừng $400 đến $500 cho một cái cổ mới. Thì đối với Khánh thì cái cổ này là cổ phổ thông, hoặc là cổ này là cổ phụ kiện để mà hãng bán ra, mà các bạn chơi một cái kèn, ví dụ như chơi một cái kèn Sanmer Series 2 mà lỡ như các bạn làm thất lạc cái cổ, các bạn có thể mua lại được, hoặc là các bạn có thể lựa chọn sao tiếng khi mà các bạn sử dụng những cây kèn khác. Thì như Khánh là một người nó hơi có cái tính lập dị một chút xíu, là thích bứt râu ông này cắm vô cầm của bà kia. Bởi vì sao? Bởi vì Khánh Nguyễn vẫn đang là một cái người rất là đam mê tìm hiểu về cái sao tiếng, nghiên cứu về sao tiếng và tìm kiếm những cái sao tiếng nó tốt nhất cho bản thân mình. Cho nên là Khánh Nguyễn rất là thường xuyên mượn những cái cổ kèn khác để mà lắp vào cái cây kèn mình đang sử dụng, để xem nó có hay hay không. Ok, không nói nhiều nữa, Khánh Nguyễn xin phép thổi cái cây 880 Yanagisawa của Khánh ít một chút xíu. Khi mà trên cái cổ Yanagisawa Silver Solid, bởi vì nhiều, rất là nhiều sản phẩm, rất là nhiều cái bản thu âm của Khánh đã sử dụng cái cổ này rồi, các bạn có thể lên trên YouTube của Khánh Nguyễn nghe lại. Và Khánh Nguyễn sẽ tập trung thổi đúng vào cái cổ Sanmer Super Action 80 Series 2 này thôi. Ok, đầu tiên xét về ngoại hình thì Sanmer Series 2 thiết kế một cách truyền thống hơn,
Còn như cái cổ của Yan Nagisawa này thì Khánh liên tưởng tới cây Super King 20 Silver Sonic, những cái bản cũ. Họ thiết kế cũng cái cổ giống như vậy nhưng mà chất liệu nó khác, và cái cấu tạo của nó nhìn nó cũng hơi thô hơn một xíu so với lại Yan Nagisawa. Cũng không có gì đáng nói, là cũng là kiểu Opta, nhưng mà một cái làm nó hoa hòe hơn, một cái làm nó truyền thống hơn thôi. Mà cái ưu điểm của Senmea nó chính là cái cách nhận diện thương hiệu đó các bạn. Bởi vì sao? Trên cái cổ của Senmea, trên cái cổ của Senmea nha, nó có cái logo của Senmea và một cái lớp sơn màu xanh rất là đặc trưng. Đây là một cách nhận diện thương hiệu rất là thông minh nha các bạn. Nói về trọng lượng thì cái cổ Yan Nagisawa của Khánh nó hơi cảm giác nó hơi nặng hơn một chút xíu, bởi vì cái cổ này nó là bạc khối. Nói là bạc khối nhưng mà dĩ nhiên họ trộn thêm một số cái kim loại nào trong đó thì Khánh Nguyễn không thể nào biết được, nhưng ở đây ghi là solid silver. Ok, ở đây ghi là solid silver thì điều đó có nghĩa là cái khối lượng bạc ở trong này có thể sẽ nhiều hơn rất là nhiều. Còn cái cổ Senme thì nó hơi nhẹ hơn và cảm giác nó sẽ hai cái âm thanh nó có sự khác biệt luôn các bạn. Đây, nghe rất là đặc nha, cảm giác rất là đặc nha. Còn cái cổ của Senme thì sao? Nó có vẻ bọng hơn đôi chút, tiếng nó có vẻ bọng hơn đôi chút nha. Khánh Nguyễn không biết làm sao để cho các bạn cảm nhận được, nhưng mà có thể qua video này các bạn nghe chút xíu như vậy cũng có thể là thấy được rõ ràng. Cái tiếng này có vẻ bọng hơn đôi chút. Thì Khánh Nguyễn đoán là khi mà lắp cái cổ này vào cái kèm, nó sẽ mang cái hình thức là cái tiếng nó sẽ bay hơn, thoát hơn, nhưng mà sẽ không có dày như là cái cổ bạc. Ok, nói nhiều rồi, mình thổi thử cả hai cái cổ luôn. Đầu tiên thì sáng nay thì cũng khoe với các bạn một chút xíu là Khánh Nguyễn đang sử dụng một cái bếp khác, chứ Khánh Nguyễn không còn sử dụng cái bếp Georgia DV số 9 sao nữa rồi. Bởi vì hiện tại vì một số lý do sức khỏe nè, vì lý do công việc, lý do học tập mà Khánh Nguyễn không còn sử dụng cái bếp Georgia DV 9 sao nữa. Khánh Nguyễn đã nhờ anh Hiếu Trần Sắc HTS làm cho Khánh một cái bếp bằng rubber khác. Cái này thì chỉ là hàng demo thôi, để mà cho Khánh tìm ra những cái lỗi cần khắc phục để mà báo lại và custom là cho Khánh một cái bếp nó tốt hơn, hoàn thiện hơn. Thì Khánh Nguyễn tạm thời sẽ review bằng cái bếp này. Và đây là cái bản mà đang được tung ra thị trường của HTS. Đó chính là hãng cái series EPB hay là EPB đó. Thì cái series này nó là basic sound và cũng rất là dễ chịu, rất là dễ thổi cho các bạn mới tập. Ok, Ligatuya đó là cũng mới lấy luôn, là xin tiền vợ lấy, Francis Louis. Ok, cùng thử trước cái cổ này. Đoạn ngắn thôi, không cần dài quá đâu. Các bạn có cảm nhận như thế nào?
Thực sự đối với Khánh thì cái sound này mình nghe nó rất là quen thuộc rồi. Nó dày, nó đúng ý mình, nó cũng bay, nó cũng rất là dễ chịu. Nhưng mà mình vẫn đang tìm kiếm một cái sound tiếng khác mà. Cho nên mọi thứ mình tìm kiếm đều phải thông qua một chữ. Đó chính là thử đi, đừng ngại. Tại vì sao Khánh Nguyễn nói với các bạn là hãy thử đi đừng ngại? Bởi vì khi mình thử càng nhiều, mình tìm kiếm càng nhiều, mình rút ra được nhiều hơn nữa cái quyết định cho bản thân của mình, quyết định cho cái sao tiếng, sao kèn của mình. Khánh Nguyễn cũng đã thử rất là nhiều nha. Thực sự Khánh Nguyễn thử rất là nhiều. Nếu mà kèn thì như các bạn đã thấy rồi, trong một clip review là Khánh Nguyễn cũng đã thử trước rồi, rồi mới dám quay lên cho các bạn xem. Có những cây kèn mình biết nó rồi thì mình làm nó có dẫn dắt nó hơi vội vã. Nhưng mà tuy nhiên mình cũng cố gắng mình hoàn thiện một cái video cho nó tương đối và nó mang được nhiều thông tin đến nhất cho các bạn. Đó là điều Khánh Nguyễn muốn. Khánh Nguyễn xin phép một chút xíu tại vì nó sẽ hơi lâu. Bởi vì cái cổ này Khánh Nguyễn là một cái cổ của hãng khác đó, chưa chắc là nó vừa, cho nên là phải xài một số cái thủ thuật mà đảm bảo được cái sự vừa khích đối với cái cây kèn của mình. Ok, thì như các bạn đã biết á, là tại vì sao mà Khánh Nguyễn dám lấy cổ của kèn Senmea và lắp vào cái thân kèn Yanagisawa? Bởi vì trong cái thời điểm hiện tại, trong cái sự hiện đại tiếp nối của theo thời đại mà 4.0 đó, thì là những cái cổ kèn của ba hãng lớn giống như là Yamaha, Yanagisawa và Senmea, họ đều gần như là làm cùng một size, cho nên là đều lắp vừa hết. Và thậm chí những cái hãng mà sản xuất phụ kiện chuyên biệt cho kèn, ví dụ những sản xuất phụ kiện cái cổ phụ kiện đi, cũng làm theo size dựa trên ba hãng lớn này. Ok, đó là lý do vì sao mà hả lắp vừa hết đó. Ok, coi nè, em là vừa không? Ôi vừa luôn nè. Ôi chú cha chàng ơi, vừa luôn nè các bạn ơi. Nhìn cũng ngầu ra phết nha. Xem, ôi bấm cũng được luôn nè. Tại vì đôi lúc á, có thể là lắp vào vừa cái thân này, nhưng mà cái cây mà octave nó sẽ không vừa đâu. Ok, thì vừa luôn nè, mở lên được nè. Không biết sao nó sao hồi hộp của ta. Để chỉnh lại xíu nha. Rồi. Phải nói là đúng như Khánh đã dự đoán, cái tiếng kèn rất là thoát, rất là mượt. Các bạn không biết là qua video này các bạn có cảm nhận được cái sự khác biệt giữa hai cái cổ hay không? Nhưng mà ngay tại đây, ngay giờ phút này, Khánh Nguyễn thổi cổ Yanagisawa và cổ Senmea, sao nó rất là khác biệt. Và khi mà Khánh Nguyễn thổi thử cái cổ Senmea Series 2 á, trên cái cây 880 thì Khánh thấy là phải nói là nó ra một cái sound khác hoàn toàn mà Khánh Nguyễn chưa bao giờ mà nghe được luôn á. Nó rất là lạ, sound nó phù hợp với rất là nhiều dòng nhạc luôn, mà đặc biệt nó trẻ nha, nó rất trẻ, sound rất là trẻ, phù hợp với pop, phù hợp với funky, với những cái ballad hoặc là những cái đồ nhạc Việt Nam. Rất là hay, rất là hoàn thiện. Xin phép các bạn thổi thêm xíu nữa, tại đã quá.
Các bạn có cảm nhận như thế nào? Riêng Khánh Nguyễn thì sao tiếng nào nó cũng có cái hay riêng của nó hết. Nhưng tuy nhiên thì do cái tính chất công việc, Khánh Nguyễn sẽ vẫn sẽ ưu tiên cái cổ cũ của Khánh Nguyễn hơn. Đó là Yanagisawa Silver Solid. Còn sao tiếng của Semesuri 2 nó vẫn hay, nhưng mà Khánh Nguyễn cảm giác nó sẽ không có thân thuộc và đáp ứng công việc được cho Khánh. Còn các bạn cảm giác như thế nào, hãy để lại bình luận cho Khánh ở bên dưới nha. Mọi thứ đều có cái hay riêng hết, cho nên là hãy lựa chọn riêng cho bản thân mình một sao tiếng, và hãy hiểu bản thân mình hơn, biết bản thân mình thích cái gì. Ok, video đến đây cũng đã dài rồi. Khánh Nguyễn xin phép kết thúc tại đây. Đừng quên like, share, comment và subscribe cho Khánh Nguyễn để Khánh Nguyễn ra thêm những video hay ho hơn nữa về kèn, chẳng hạn như những cuộc đại chiến về kèn chẳng hạn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.